À, xin chào tất cả các bạn đã quay lại, lại kênh của mình nhé. thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng để trên máy tính thì mình sẽ tiếp chia sẻ thêm các bạn về cái cách uh, các bạn bỏ uh, tiếng việt có dấu trên máy tính nhé. Uh, để các bạn uh, soạn thảo văn bản và các bạn uh, phục vụ cho công việc nhé. thì uh, trong thời gian vừa qua thì mình có chia sẻ được một số video là về cái cách uh, soạn thảo văn bản, cách chỉnh sửa văn bản Đó, để uh, các bạn là uh, soạn thảo trên máy tính, các bạn uh, phục vụ cho công việc. đấy thì các bạn quan tâm có thể đi cập thêm vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi thì video này cũng tương tự như các video trước đó thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn mới uh, sử dụng máy tính lần đầu Đấy, cho nên là mình sẽ đi chồng vào chi tiết một chút nhé để các bạn dễ uh, theo dõi rồi thì để có tiếng việt trên máy tính thì các bạn sẽ sử dụng uh, hai cái ứng dụng khá phổ biến nhá để các bạn uh, gọi tiếng việt có dấu đó ứng dụng đầu tiên là cái uh, ứng dụng của các bạn này đó, các bạn nhìn lên màn hình nhá các bạn uh, tìm kiếm cái ứng dụng có chữ là UIN này đó, phía dưới có ghi rõ là UK cái ứng dụng này các bạn được uh, sử dụng hoàn toàn miễn phí nhá và chúng ta sẽ cài đặt để chúng ta gõ tiếng Việt có dấu Và hiện nay thì ứng dụng này sử dụng rất là phổ biến Còn nếu mà các bạn không cài ứng dụng này Thì chúng ta sẽ Gõ gọi... Không có dấu các bạn nhé Đó, Ngoài ra thì các bạn có thể gõ gọi... Cài ứng dụng khác cũng được nhưng mà ứng dụng khác thì nó uh, Thường thường là không phổ biến như cái này Đó. Và ứng dụng thứ hai là cái ứng dụng uh, Word Đấy, Các bạn uh, tìm kiếm trên màn hình Cái ứng dụng mà có Hình cuốn uh, sách nó mở ra đây này Có chữ VK kép Ở đây thì mình đang uh, sử dụng cái Word 2016 còn nếu mà bạn nào mà sử dụng gột 2010 chẳng hạn thì ở đây họ sẽ ghi là 2010 hoặc là gột 207 thì chúng ta sẽ họ sẽ ghi là 2007 nha vân vân rồi để mở hai cái ứng dụng này lên thì các bạn sẽ đầu tiên là ứng dụng của thì các bạn sẽ kích đúng chuột trái vào đây tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp nha rồi sau khi kích vào đây thì chúng ta sẽ có cái giao diện UDK như thế này các bạn này Đó, cái giao diện này khá đơn giản nhé và trong cái ứng dụng này chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cái mục thôi mục đầu tiên là cái phần bảng mã này mục thứ hai là kiểu gõ đó, cái phần bảng mã này các bạn kích vào đây chúng ta chọn một cái dòng đầu tiên đó là unicode và cái dòng uh, phần kiểu gõ các bạn cũng tích vào đây đó, chọn một cái dòng đầu tiên là telex đó, thì đối với cái kiểu gõ telex này thì cái kiểu gõ khá phổ biến và được rất là nhiều người dùng đó, thì theo mình là nếu các bạn mà mới sử dụng à, máy tính mới gõ tiếng việt trên máy tính thì các bạn nên chọn cái chế độ telex này thì nó sẽ dễ hơn nha và dễ nhớ hơn rồi như vậy là hai cái mục này các bạn đều chọn dòng đầu tiên nhá unicode này đó này sau đó chúng ta sẽ kích vào đóng để chúng ta kích hoạt cái phần mềm này lên chúng ta gọi tiếng việt có dấu trên máy tính nhá rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ mở ứng dụng vượt lên các bạn cũng kích nút chuột trái tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp để chúng ta mở lên rồi các bạn kích vào cái nút ở giữa này chúng ta phóng to lên thì các thao tác ở trên vượt các bạn để ý là chúng ta hay sử dụng uh, chuột trái là chính nhá và cái giao dịch đối với giao dịch của 2016 thì phía trên này có cái màu xanh đồng các bạn này cũng khá là đẹp và phía dưới này thì nó có cái màu trắng hơi ám vàng là cái cửa sổ soạn thảo khá lớn ở dưới này ở trên này có các thanh menu chẳng hạn như view review này Đó, hoặc là layout insert home vân vân thì phía dưới này có các cái thanh công cụ để các bạn sử dụng các bạn chỉnh sửa văn bản nhé theo cái nhu cầu công việc hoặc là làm những cái văn bản chúng ta đẹp hơn còn phía dưới này Đấy là một cái cửa sổ để chúng ta soạn thảo đó thì cái, cái vị trí mà con trò chuột đang nhấp nháy này này là chúng ta dùng để chúng ta à, gọi tiếng việt vào đây đó thì ở đây ví dụ như mình đang có một cái chữ cái, cái bất kỳ nhá đó thì các, các, bạn thấy rằng là nó sẽ hiện ra ở đây hết và con trò chuột của chúng ta nó sẽ lùi ra đằng sau nhá nó ở cái chế độ chờ thì chúng ta gõ tiếp đó, nếu bây giờ mình uh, di chuyển con chuột sang bên này sang bên phải thì mình gõ đây đó thì các bạn để ý là con trò chuột nó nằm ở vị trí nào thì chúng ta sẽ gõ tiếng Việt ở vị trí đó nhé. Cho nên là trước khi mà các bạn gọi tiếng Việt ấy, thì, thì chúng ta phải kiểm tra xem thử là thì con trò chuột của mình nó đang nằm ở vị trí nào để chúng ta gõ cái văn bản nó sẽ đúng vị trí theo cái đoạn văn của mình đang sử dụng các bạn nhé. Rồi thì trong tiếng Việt ấy, thì chúng ta sẽ có năm cái dấu các bạn nhé. Giới thiệu các bạn về cái kiểu gõ telex luôn hay còn gọi là cái bổ gõ telex Đó, thì có năm cái dấu đó là dấu huyền này, đó, dấu sắc này, dấu ngã này, dấu nặng và dấu hỏi thì thông qua trình các bạn soạn thảo văn bản tức là gọi tiếng Việt thì chúng ta sẽ gặp các cái dấu này rồi bây giờ mình sẽ lấy cái bàn phím ảo ra ở trên Windows 10 để các bạn dễ hình dung hơn nhé đây rồi thì ở đây chúng ta gọi dấu huyền nhé Đấy, chẳng hạn như dấu huyền thì các bạn sẽ uh, uh, bấm vào cái phím F đúng không thì chúng ta lấy dấu huyền nhé đây phím F cái phím này phím này các bạn này đây nhá đó dấu sắc thì chúng ta sẽ bấm vào phím S rồi, Đứng sau phím chữ A phím này và dấu ngả thì các bạn bấm vào phím có chữ X và dấu nặng chúng ta bấm vào phím có chữ gì để lấy dấu nặng và dấu hỏi thì chúng ta bấm vào phím có chữ er để chúng ta viết câu hỏi nhé rồi thì trong khuôn khổ video hôm nay thì mình sẽ lấy một cái ví dụ về một cái đoạn văn bằng tiếng Việt chúng ta sẽ gõ thực hành ở trên máy tính nhé để các bạn hình dung về cái cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính như thế nào nhé ở đây mình mình là cái đoạn văn bản làm ví dụ thôi À, khi đi du lịch miền Trung à, đến với à, Huế, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn không thể thiếu như à, bánh bèo, bánh khoái, bánh à, nậm. À, tại Đà Nẵng, mì Quảng là một món ăn đặc trưng và nổi tiếng với sợi mì dai, à, hương vị đậm đà, kết hợp với các loài rau, thịt, hải sản tạo nên một món ăn đặc biệt. Đó, ở Đây mình có lấy một cái đoạn văn bản làm ví dụ. À, đầu tiên chúng ta sẽ gõ cái, cái dòng đầu tiên các bạn nhé. Khi đi du lịch miền Trung nhé. Rồi mình sẽ lấy cái bàn phím ảo để gõ trên này cho nó dễ để các bạn dễ theo dõi hơn nha Rồi cho nên cái chữ 26 đi à, Khi đi khi đi du lịch miền Trung đúng không? Ở đây chữ khi Đó, Chữ khi chúng ta sẽ bấm vào chữ K là một này Chữ phím H là hai này Phím Y Đó thì chúng ta sẽ được chữ khi Các bạn sẽ ghép các cái chữ cái lại để được một từ nhé Và dấu thì chúng ta sẽ gõ sau cùng Rồi các bạn cách ra Đó tức là giống như khi các bạn viết trên giấy cũng vậy à, hai chữ thì chúng ta phải cách ra một khoảng thì ở trên gùi thì các bạn sẽ cách ra bằng cách là các bạn bấm vào cái phím cách như này à, cái phím dài nhất ở cái hàng dưới cùng nhá các bạn bấm một lần thôi rồi khi đúng không ở đây các bạn lưu ý là đối với cái chữ cái đầu tiên ấy, là chúng ta phải viết hoa và đây gùi nó mặc định là chữ cái đầu tiên sẽ tự động chuyển thành viết hoa luôn đó rồi khi đi đúng không chữ đi thì các bạn sẽ bấm chữ d hai lần để lấy chữ d nhá rồi y du uh, u lịch đúng không l i c h ở uh, dung Nàng là phím gì rồi miền trung m i uh, bấm vào phím e hai lần thì được chữ e nhé n dấu hiền là phím f rồi cách uh, trung t r u n g và đây các bạn bấm vào phím cách này bấm một lần thôi nhá còn nếu mà chúng ta bấm nhiều quá thì các cái cái con trò chuột này nó sẽ lùi ra rất là xa và nó sẽ không đúng với thể thức văn bản đó còn nếu mà để các bạn uh, con chuột nó, nó lùi sang phải rồi đúng không bây giờ muốn lùi ngược lại sang trái thì các bạn để bấm vào cái phím này cái phím nó sau dấu cộng á cái phím mà các bạn à, nhìn ở cái hàng phím thứ hai ở trên xuống á đó, phím số 9 là số 0 này dấu trừ này dấu cộng này phím back đúng không gọi là phím back là phím lùi ở trong ruột đồng thời là phím xóa có chữ BACK đấy các bạn bấm vào đây này đó các bạn bấm càng nhiều thì con trỏ nó càng lùi về sang bên trái và nó sẽ xóa hết các cái từ này đó. thì trong một số trường hợp mà khi các bạn à, viết sai hoặc là viết sai dấu viết sai từ chúng ta sẽ xóa đi và chúng ta lại viết lại từ đầu nhé thì dùng cái phím xóa này phím sao dấu cộng đây mình quay lại nha rồi mình quay đây cách ra rồi khi đi du lịch miền trung đến với huế đến với huế bạn sẽ được thưởng thức các món ăn rồi chúng ta phải ở đây nha phải chúng ta lùi lại chúng ta phải này. chú phẩy thì năm sau chữ mơ nhá chữ mơ đến chú phẩy và sau chú phẩy là chú trọng rồi đến với huế đúng không đến giờ hai lần e hai lần n chú sắc là phím s này rồi cách với này v o i thì dấu ơ các bạn bấm vào phím chữ kép nhé rồi dấu sắc các bạn bấm vào phím s rồi huế Đấy, huế là tên riêng thì chúng ta phải viết cái chữ cái đầu tiên là viết hoa thì các bạn sẽ bấm vào ship h đó tức là chúng ta sẽ dùng hai ngón tay một ngón các bạn bấm vào phím ship một ngón bấm vào phím h thì chúng ta sẽ được chữ h viết hoa nhé rồi u e hai lần được chữ e dấu sắc là phím s rồi tiếp theo là phẩy cách đó đứng sau dấu phẩy hoặc là dấu chấm dấu chấm phẩy đấy hoặc là dấu hỏi thì các bạn đều cách ra nhé à, giống như khi các bạn viết xong một chữ cái ở đây có chữ bàn các bạn này bạn sẽ được thưởng thức các món ăn không thể thiếu rồi bạn sẽ được b a n dấu nặng là gì này cách này sẽ đúng không S e dấu ngả là phím x rồi được giờ hai lần u o c ở đây chúng ta bấm vào phím vết kép để chúng ta lấy dấu ơ cả hai từ u và o luôn dấu nặng là phím gì à, thưởng thức đúng không t thưởng h u o n g đó chữ vết kép dấu hỏi thì chúng ta bấm vào phím của chữ r rồi cách thức là t h u c à, bấm vào chữ vết kép để chúng ta lấy chữ ơ sắc là phím s rồi các món ăn đó, c a c dấu sắc là phím s rồi món m o n số sắc của phim s rồi ăn a n đọc, chữ viết kép là dấu à, dấu á thì cái chữ viết kép này dùng để lấy dấu á hoặc là dấu ơ các bạn nhé không thể thiếu không k h đọc, phim o hai lần thì chúng ta sẽ được chữ o đó, n g thể đúng không t h phim e hai lần dấu hỏi phim e r rồi cách thiếu t h i phim e hai lần phím u số sắc là phím s thưởng thức các món ăn không thể thiếu như uh, bánh bèo bánh khoái rồi chúng ta sẽ gọi chữ bánh bèo nhé b a n h số sắc là phím s cách bèo b e o dấu huyền là phím f rồi đến đây chúng ta phẩy này cách này bánh khoái bánh b a n h số sắc là phím s rồi cách khoái h o a i dấu sắc cùng phím s đó như vậy khi các bạn uh, gõ xong chữ cá rồi, thì chúng ta sẽ gõ dấu sau cùng nhé đó, tiếp theo là rồi bánh nậm chúng ta tiếp tục phẩy nhé rồi phẩy cách bánh nậm b a n h dấu sắc là phím s rồi nầm đúng không? N. Các bạn bấm vào phím A hai lần thì chúng ta sẽ được chữ ớ nhé. M dấu nặng là phím gì đến đây thì chúng ta đã xong một câu và chúng ta sẽ để dấu chấm ở đây thì các bạn sẽ kích vào cái phím này ở à, đằng sau dấu phẩy nhá dấu phẩy sẽ để dấu chấm ở đây đó và chúng ta tiếp tục cách ra rồi chúng ta sẽ viết xong tiếp theo cái câu tiếp theo đó dấu chấm xong rồi thì chúng ta đã hết cái câu thứ nhất rồi à, tại đà nẵng thì mì quảng là một món ăn đặc trưng rồi tại đà nẵng thì chúng ta sẽ có cái tài là cái chữ t đầu tiên là phải viết hoa của câu đó thì các bạn cũng tương tự như lúc nãy các bạn bấm phím shift t đó chữ a chữ y dấu nặng là phím J rồi à, đàn nàng nặng là tên riêng hoặc là tên người tên địa điểm thì thường thường là tên riêng thì chúng ta cũng viết hoa luôn đó thì chúng ta sẽ ghi là ship giờ hai lần để lấy chữ d này a dấu huyền là phím f này để cách nặng ship n a n g rồi dấu kép dấu ngã là phím x rồi chúng ta lùi lại nha ở đây có dấu phẩy này rồi cách <laughs> rồi mì quảng là một món ăn đặc trưng đó rồi, cái món mì quảng rất là nổi tiếng ở Đà Nẵng và Quảng Nam các bạn nhé rồi mì Dấu huyền rồi quảng q u a n g dấu hỏi là chữ r là phím a phím f để lấy dấu huyền món ăn đặc trưng m o n dấu sắc là phím s rồi ăn a n chúng ta bấm chữ viết kép để lấy dấu a này đặc trưng à, giờ hai lần a c chữ viết kép để lấy dấu a dấu nặng là phím gì rồi cách trưng đúng không t r u n g đó tiếp tục chữ viết kép để chúng ta lấy dấu ơ rồi là một đặc trưng và nổi tiếng à, phẩy chúng ta tiếp tục đánh và nổi tiếng v a này dấu huyền là phím f này rồi nối n o hai lần để lấy chữ o rồi chữ i dấu hỏi là chữ r cách tiếng T, i phím e hai lần được chữ e chữ n g dấu sắc là phím s rồi phẩy chúng ta cách ra Đó, với sợi mi dây hương vị đậm đà tiếp theo là với sợi mi dây v o i chữ v kép để lấy dấu ơ dấu sắc là phím s rồi mình kéo lên cho các bạn dễ theo dõi nha Rồi cách ra với sợi S O I Vì kẹp để lấy dấu ơ Dấu nặng là phím gì Rồi cách Sợi mi dây đúng không Mi Y Dấu huyền là phím F Rồi cách dây G A Y Dấu huyền phím F Đó sợi mi dây Đó, Hương vị đậm đà Hương vị đậm đà kết hợp với các loại rau Chúng ta sẽ ghi tiếp Phải hương vị đậm đà h u o n g từ viết kép để lấy dấu ơ luôn đó thì khi các bạn đánh chữ u chữ o xong ấy các bạn bấm vào chữ viết kép ấy, thì gột nó sẽ tự động lấy dấu ơ cả hai từ này luôn nhá để tiết kiệm thời gian ta cách ra hương vị đậm đà đúng không? v y dấu nặng là gì rồi cách đầm đà Đầm Giờ hai lần được chữ d a hai lần được chữ o, m dấu nặng là dấu nặng chúng ta bấm vào phím gì đà cũng vậy giờ hai lần a dấu huyền là phím rồi hương vị đậm đà kết hợp với các loài rau thì đây chúng ta phẩy là phẩy đây rồi chúng tôi cách kết hợp k e hai lần được chữ e t dấu sắc là s rồi kết hợp h o b v kép rồi dấu nặng là phím g kết hợp với v o i dấu sắc là phím s các c a c dấu sắc là s rồi loài rau đúng không thì chúng ta sẽ có là l o a i nặng là phím g rồi rau thì chúng ta sẽ có là r a u Rồi, chúng ta sẽ ghép các chữ cái lại các cái từ nhé rồi phẩy thịt này hải sản tạo nên một món ăn đặc biệt Đó, phẩy ở đây chúng ta phẩy này cách này thịt đúng không t h i t dùng nặng là phím g phẩy hải sản hải là a i dấu hỏi phím bây giờ sản s a n dấu hỏi của phí giờ rồi cách rồi hải sản tạo nên một món ăn đặc biệt rồi, tạo nên t a o giống rằng là gì nên n e hai lần n rồi cách món ăn m o n dấu sắc là phím s rồi cách ăn đúng không a n với kẹp để lấy dấu a này đặc biệt giờ hai lần AC c với kẹp để lấy dấu a dấu nặng là phím gì với cách biệt b I, e hai lần t dấu nặng là phím gì đó vậy đến đây chúng ta đã gọi xong cái đoạn văn bản này rồi thì các bạn sẽ đánh dấu chấm nhé rồi như vậy là À, mình vừa chia sẻ các bạn về cái cách cho chúng ta gõ thực hành một cái đoạn văn bản bằng uh, tiếng Việt trên máy tính để các bạn hình dung về cái cách gõ tiếng Việt có dấu, cách uh, đánh dấu phẩy dấu chấm, cách viết hoa các cái chữ cái. thì ở đây các bạn lưu ý là uh, đối với khi mà các bạn viết chữ hoa ấy, thì chúng ta sẽ có hai cách nhé. cách thứ nhất là các bạn sẽ bấm với phím Shift đó. cái này chia sẻ thêm các bạn luôn. Đó, phím Shift thì các bạn sẽ uh, lấy được cái, cái chữ viết hoa. Và chẳng hạn như bây giờ mình muốn viết cái chữ uh, chữ D viết hoa thì các bạn bấm dùng hai ngón tay À, chúng ta bấm shift d đó được chữ d viết hoa đấy, hoặc là mình cách ra mình lấy ví dụ tiếp nha hoặc là shift u này đấy rồi shift a này đó còn nếu mà các bạn chỉ bấm không bấm cùng với phím shift thì thường thường là chúng ta chỉ <laughs> à, viết thường thôi chẳng hạn như là chữ t này viết thường này đó u viết thường này hoặc là a cũng viết thường luôn đấy thì cái cách này chúng ta thường thường bấm với phím shift khi mà các bạn viết cả cái tên riêng chẳng hạn như tên người chẳng hạn hoặc là cả cái tên địa danh à chẳng hạn như là Huế này Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội chẳng hạn, đó và cái tên riêng. Rồi, còn trường hợp mà các bạn muốn viết hoa tất cả các từ ấy thì có một cái cách thứ hai đó là chúng ta sẽ bấm vào phím Caps Lock này, phím có chữ C A B S này, này. À, đừng bị phím giấy phím tắt nhá chúng ta xong rồi đến phím này ở đây, các bạn tích vào đây, đó. thì lúc này tất cả các cái chữ cái đây nó chuyển thành từ thường thành viết hoa hết và lúc này các bạn sẽ viết hoa hoàn toàn luôn. thì trong trường hợp các bạn cần viết hoa tất cả các chữ cái ấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái cách này thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, ở đây chẳng hạn như là mình ghi là à, Đà Nẵng chẳng hạn đúng không? Đà Nẵng thì nó sẽ có d này, a, dấu huyền này, đó, rồi cách này, nặng n a n g v kẹp để lấy dấu A này, dấu ngã là phím x này, đấy các bạn thấy không? đó, hoặc là à, Huế đúng không? h u này, e hai lần này, dấu sắc là phím S này, đó. thì trường hợp thì các bạn sẽ viết hoa hoàn toàn. À, ví dụ như các bạn viết cái đề mục hoặc là các cái mục tiêu đề một lớn hai lớn ba lớn chẳng hạn vân vân đó thì thường thường chúng ta hay viết hoa thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím caps lock này trường hợp các bạn muốn chuyển từ viết hoa thành viết thương ấy thì các bạn phải bấm thêm lần nữa thì nó lại chuyển thành viết thương hết và lúc này các bạn lại viết thương nhá ví dụ mình ghi chủ huế này h u này e hai lần được chữ e Xuất sắc là phím s này. đó thì lúc này chúng ta đã viết thương như vậy là để chuyển từ viết thường thành viết hoa hoặc là từ viết hoa thành viết thường thì các bạn sẽ có một cái cách nữa đó là bấm vào phím caps lock này để chúng ta chuyển qua lại nhá viết hoa này viết thường này đó, rất là dễ à, còn trong trường hợp mà các bạn cần viết tên riêng tên người tên cả cái địa danh hoặc là những cái tên mà các bạn cần viết hoa thì các bạn sử, sử dụng cái phim ship này để chúng ta viết hoa chữ cái, cái đầu tiên nhé Đó, giống như ở trên này chẳng hạn như là đà nẵng khi mà các bạn viết chữ cái đầu tiên đợ, d này hoặc là n thế này thì chúng ta bấm kết hợp với chữ ship Đó, thì chúng ta sẽ viết hoa được thì sẽ tiết kiệm cho thời gian của chúng ta trong quá trình chúng ta soạn thảo văn bản nhé rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé cảm ơn à, tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn gọi tiếng việt có dấu tên uh, máy tính thành công nhé. Đó, sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn uh, cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhá. Mình sẽ trao đổi với uh, tất cả các bạn. À, nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé để mình uh, có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào uh, tất cả các bạn.